Hello anh em nhá. Bây giờ đến tiếp tục là cao thủ Gia Bảo Lam Cang, bang chủ bang B là một Akami kiếm. Thì bây giờ em sẽ cùng review Akami kiếm nhá. Trước tiên là anh em nhìn thấy ở đây là một Akami kiếm mặc đồ rất là highlight. Anh em cùng xem nhá. Đầu tiên là một cái lón hỏa, phòng thủ lý 23. Một cái kiếm 20, 43, 92, 25 và 188. Một cái dây chuyền ăn bang 20. Một cái áo kháng lôi 30, phục hồi 40, thể lực, sinh lực. Một cái đai lưng No 1 server, cái đai lưng Nga Min này là ngon nhất server hiện tại. Sinh lực 276, làm chậm 48, nhất diệp chi thu 3 cấp, phòng thủ lý 25 và chí mạng 5%, cũng như sinh lực cũng như là nội lực là 166. Một cái nhẫn hỏa làm chậm 40. Nhẫn này cùi, nhẫn này rất cùi, em ngồi bán có những cái nhẫn còn ngon hơn cái nhẫn này, có 100-200 vạn. Một cái ngọc bội vô ma, tốc độ đánh lội công 37, băng sát lội công 198, sinh khí trừ 10 điểm, sinh lực cộng 6, Nga Mi trưởng pháp 1 cấp cũng như là Phật quang phổ chiếu 2 cấp, Phật quang phổ chiếu là 3x nha anh em. Một cái nhẫn ăn bang kháng băng 29, nội lực 188. Một cái ngọc, một cái bao tay vô gian, bao tay này cũng ngon, bao tay này cũng ngon nha anh em. Sinh lực 187, 9x 3 cấp, thời gian làm chậm 46, gần mắc luôn, mắc là 50, phòng thủ vật lý mắc. Nội lực 186 cũng như là thôi xong vọng nguyệt 1 cấp. Một cái giày tốc 40, choáng 40, sinh lực 173, nội lực 182 cũng như là choáng 22 cũng như là kháng hỏa có 22 điểm thôi. Nhẫn cái giày này thì xịt. Một con phi vân, một cái ấn thủy bỏ qua băng phòng đối phương 35 cấp 7. Một cái bào đại gia cấp 4. Một cái tuyết vân tinh, một chưa có mặt lạ luôn. Ác này hiện tại tại sao lại mặc như này, bởi vì hiện tại đang đánh song đấu thì ác này đánh kiểu này là đánh highlight. Đánh Nga Mi trưởng anh em ạ. Vừa Nga Mi trưởng vừa kiếm luôn. Chứ thường thường là Lam Cang này là mặc một set ăn bang dây 20 và nhẫn hỏa và ngọc bội mộc của ăn bang cơ. Nếu mà đúng là Lam Cang là đi thuần kiếm, nhưng mà do song đấu lên em ấy đi cho mình theo đường Nga Mi trưởng. Cũng con Nga Mi trưởng này cũng tầm này là mốc 101 anh em nhé. Mốc 101. Và bây giờ em xét hiệu ứng nhé. Hỏa thì cần mộc và mộc đúng không? Rồi ok, đã đều kích được thời gian làm chậm 48 này, được 40, 80 làm chậm này, 80 làm chậm, 120 làm chậm, 120 làm chậm, 40 choáng, 120 làm chậm, 40 choáng anh em nhé. 4 của 1 món, 2 món, 3 món, 3 món, 3 món, 4, 3, 12 chứ. Ừ, 4, 3, 12 chứ. 130 135 à, 134 làm chậm anh em ạ. Ác này là 134. 4 4 8 12, 12 với 8 với 6, 8 6 10 8 6 14 thôi. 134 làm chậm và 40 choáng. 134 làm chậm thì bây giờ nếu mà đeo mặt lạ là lên được 140 làm chậm, cũng không vào mốc. Vào mốc thì là 120, 160 cơ, vẫn không vào mốc mới của làm chậm thì cũng chỉ là mốc 120 thôi. Ác Lam Cang chỉ là mốc 120 làm chậm thôi và 40 choáng anh em ạ. Một ác Nga Mi khá là VIP. Rất tiếc là chưa có kiếm Hoàng Kim môn phái thôi, chứ có kiếm nữa thì con này cũng khá là ác luôn. Vòng Nga Mi 31. Còn vòng Nga Mi nữa. Con này còn vòng phổ độ chúng sinh nữa. Còn phổ độ chúng sinh với cả thanh âm Phật sướng kia. À nhầm, thanh âm Phật sướng là tăng 31 thì là lên được 70 choáng. 70 choáng. Và 160 làm chậm. Đúng rồi, 70 choáng và 160 làm chậm. Nếu mà đeo thêm mặt lạ nữa thì là lên được mốc 80 choáng. Nếu mà đeo mặt lạ nữa lên được mốc 80 choáng anh em ạ. Nếu mà Lam Cang đeo mặt lạ lên mốc được 80 choáng. Vâng, và em xin phép dừng video clip review ác bang chủ bang B Lam Cang
một trong những người con rể Thái Bình uống à đâu, người gốc Hà Nội nhưng mà là làm rể Thái Bình, bây giờ hiện tại đang uống nước ở ở sông Thái Bình anh em nhé, hiện tại giờ định cư ở Thái Bình. Vâng, một lời cảm ơn tất cả anh em, bye bye anh em.